Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình tiếp tục tạo cái phần tester cho cái phần bức tường này. Mình còn cái thanh sắt này và mình còn những cái viên gạch này. Cũng như là mình sẽ tạo cái phần sàn nhà. Đây. Thì để mình tạo cái thanh sắt trước. Cái thanh sắt này thì cũng đơn giản thôi. Mình tạo một group, những control G để tạo một group đúng không? Add black mat này. Mình vào trong cái group và mình bắt đầu chọn cái gì thuộc về thanh sắt thôi. Rồi. Thanh sắt cũng có chừng này. Mình sẽ lấy một cái loại vật liệu sắt vào. Đây, rất là nhiều các vật liệu sắt mình lùm đài một cái nào vào đó. Thì quăng vào sắt này ra các cái bức tường này, những cái đồ này nó cũ kỹ cho nên sắt nó sẽ không có bóng như thế này đâu. Cho nó nhảm nhảm chút xíu rồi thay đi, tạo một cái lớp sơn lên cái thanh sắt này, một cái fill và tô màu cho nó. Thì thích màu đỏ, tụi bay thích màu gì thì kệ tụi bay. Rồi mình add vô này. Sơn này. Sơn thì mình sẽ tăng. Mình sẽ tạo cho hạng mục cái thuộc tính là Metal Edgeware đúng không? Mình click chuột phải, mình chọn Add Generate này. Và mình chọn một cái thuộc tính Metal Edgeware để hắn tạo cái hiệu tróc sơn ra. Ở đây hiện tại thằng tróc sơn nó đang bị ngược cho nên mình sẽ invert nó để đảo ngược lại vuông tròn. Vì hiện tại thì hẳn cũng nhiều quá, tróc nhiều quá cho nên mình giảm bớt cái tróc thì nó thằng tróc cái viên này thôi. Rồi, mình giảm bớt này. Thấy không? Đó, mấy cái chỗ này mới tróc này này. Nhưng mà hiện tại thì hẳn tróc nó hơi bị đều đều. Mình tăng cái thuộc tính này lên để cho hàng kiểu hàng tróc mà hàng gắt ra ha, tróc cho hàng gắt chút xíu. Rồi, sơn thì hàng sẽ có da, sơn thì hàng sẽ có cái đồ lôi lõm cho nên mình tăng cái đồ cái hai của nó, mình tăng lên mạnh mạnh chút xíu cũng được. Mình thấy cũng nổi lên này. Bây giờ thì hạ xuống không hai này. Nói chung ít ra thì hằng cũng nổi lên, sơn thì hằng sẽ nổi lên chút xíu luôn. Thì đó là mình add cái hướng trong sơn. Ngoài ra thì lúc trước thì mình đã sử dụng Smart Add rồi ấy. Thì mình vô đây mình có thể xem này. Rất là nhiều các cái hiệu ứng này. Hiệu ứng mới dùng để tạo những cái trong sơn đều được hết. Đây này. Đó, thì mình có thể sử dụng mấy cái này. Nó tạo sẵn các cái mặt nạ cho mình luôn rồi đó. Rồi, thì add cho hẳn một cái bụi lên nữa. Cái này thì mình đơn giản thôi. Mình add cho hẳn một cái bụi lên. Bụi thì tùy các bạn, cái bụi này mình add tự nhiên cũng được. Nếu mình add tự nhiên thì mình add một cái fill. Sau đó mình chọn một cái loại đất vô. Scratch. Mình có thể thay đổi màu này. Thay đổi cái roughness cao lên. Thay đổi cái màu cả. Trang tối xuống đây. Trong chút xíu là được rồi, đúng không? Nhìn hàng một chút xíu bụi vô là được rồi. Thì đó là cái phần thanh sắt đang đơn giản như vậy thôi, không có cái gì phức tạp hết. Rồi tiếp theo thì mình sẽ tạo cho cái phần những cái viên gạch này. Thầy cũng tạo cho hàng một cái group đúng không? Tạo cho hàng một cái group. Add một black mat. Cái phần này thì mình chọn hơi cực, chọn 3D thì hơi cực chút xíu thì mình sẽ vào 2D mình chọn, 2D mình chọn
Đây những cái viên gạch nhỏ nhỏ này chính là cái này đây, bấm số 4 này, mình quét hết tất cả những cái đây. Dạ quét hết này. Đó. Bên này nữa, quét hết cái mọi này nữa. Đó. Rồi mình về lại. Đó, thì toàn bộ cái viên gạch đang được chọn này, thấy không? Đó. Bây giờ mình thử độ cho thằng cái màu gạch này thì màu gì, giống như mình cái độ màu đài đấy, rồi mình sau này mình tả hết rồi mình thay độ màu tổng thể cho cái xin này một lượt. Rồi viên gạch này thì thêm muốn tả cho hẳn có những cái đồ lồi lõm thì mình làm răng đây. Mình add một cái cũng là black mask, một cái mặt nạ đúng không, rồi mình add một cái thầy sẽ add cho hẳn một cái hiệu ứng generator, thầy lấy cái curvature là thầy sẽ lấy cái viên bên ngoài á. Đó, cái viền bên ngoài này này thầy giảm cái thuộc tính ba lần để cho thằng gắt hơn, gắt cái viền bên ngoài này hơn. Thì cái này mình có thể tả cho cái viền gạch nó có cái độ sáng lên, highlight lên bên ngoài này, highlight lên. Thì thử cho thằng cái này cho thằng lôi lên được không, thuộc tính hướng lôi lên coi nhìn thấy cái kỳ đúng không. Rồi mình add cho hẳn một cái lớp làm cho cái này hẳn ngẫu nhiên lên, thì nhiều lắm mình có thể sử dụng một cái filter blur slot hẳn làm cho cái này hẳn ngẫu nhiên này, giảm cái intensity xuống coi, tăng cái này lên coi. Đây nhìn đó, làm cho những cái viên gạch của mình hẳn có cái đồ lôi lõm ngẫu nhiên đúng không, ngẫu nhiên này. Như này đương nhiên thì cái màu của hẳn nó không có hòa hợp lắm, thì mình có thể thay đổi màu nha hả. Thêm muốn cho cái đồ nhám của cái cục gạch này khác biệt một chút xíu, cái đồ cân đắt của nhám á khác biệt chút xíu, thì mình có thể tăng giảm cái roughness cho hắn. À, thì thấy nó hắn cũng cái gạch nó hắn cũng tự nhiên rồi đúng không? Thầy add cho hắn một vài cái highlight lên. Một cái black mask. Sử dụng mấy cái giảm mấy cái mặt nạ thông minh đó. Add này. Strong này, cái này highlight cũng được này. Quăng vào đây. Nó tự động nó tạo đó các bạn, nó tự động nó tạo những cái mặt nạ thông minh mà đúng không? Nó hơi lắc chút xíu.
Rồi thì hoa trồn cho hẳn một cái lớp là overlay. Overlay thì hẳn sẽ sáng lên này, hẳn sáng lên ha, hẳn sáng cái đường viền lên. Thì cái sáng đường viền này thì hà bật cho hẳn sáng lên chút xíu thôi, cái đường viền cho hẳn sáng lên chút xíu. À, mình thấy hắn có cái đồ khối hắn nổi lên, có cái đồ highlight này á, cái đồ highlight này làm nổi cái khối mình lên chút xíu. Nè, mình click vào đây mình chọn crop nền, mình xem cái crop nền này. Thế muốn lên những cái đường highlight này là hắn sẽ mới mới chút xíu. Mà nếu mà mới thì hắn sẽ là gì nè, hắn sẽ tối cái roughness, hắn sẽ tối xuống là roughness hắn sẽ tối xuống chút xíu ha. Đó, add đất thôi, mình add một cái đất vô, add một cái black mask, rồi mình làm tìm đất. Nào, hai một cái đất vô hoa trồn multiply, thầy thì hay thích multiply, multiply để hàng hoa trồn một cái màu phía dưới á, mà chỉ mình chỉnh hàng dễ đắp nó thì cao lên chút xíu và cho cái chế độ hoa trồn chút xíu thôi. Rồi còn gì nữa hả, đổi màu, đổi màu cho nó, có nghĩa là mấy cái viên gạch này thì hẳn sẽ có các cái màu khác nhau thời gian, mấy cái màu khác nhau thì mình làm răng hả, mình copy cái layer này đúng không, copy cái thư mục này, duplicate cái thư mục. Đây, đục cái thư mục này thì hai một cái black mask, và sau đó thì sẽ đổi cái màu cho nó, đổi cái màu này. Nói chung có nhiều cách, đỡ có nhiều cách để mà mình đổi màu mấy cái viên gạch. Thì copy cái thư mục ra, sau đó thầy sẽ là gì nữa, đổi màu những cái layer trong thư mục và thầy bắt đầu chọn thôi. Dạ, đó thì hẳn sẽ là đó, những cái viên gạch khác nhau thì hẳn sẽ có cái group khác. Còn mình tạo layer trong cái group đó luôn cũng được nữa, nhưng mà mình cần phải chỉnh sửa chút xíu. Đó, những cái viên gạch hẳn có màu khác nhau. Đó, như rửa thôi. Mình tạo như vậy, mình tạo phía trên này xong. Trong video tiếp theo thì mình sẽ làm cái sàn nhà này.